Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em ha. Thì clip này là clip thứ 6 nha anh em. Thì thứ 5 chứ. Thứ 5 ha. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Thì liên hệ là số thứ tự và số clip ha. Thì clip này em lên được 9 món anh em. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Thì lưu ý là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn anh em nào nhận chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship ha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi đầu tiên em vô mã số 1 nè. Đó, số 1 là một cây thước gốc anh em. Nó 60 độ nè ha. Rồi, như hình nha. Đó, thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Rồi, mã số 1 em bán giá 120.000 nha anh em. Đó, số 1 120 ha. Rồi tiếp theo số 2 230.000 nha anh em. Thì do em chỗ em không có bình hơi thì chưa có thử ha, nhưng mà nó còn em bóp thì nó còn hoạt động chân chu nè ha. Cái này thì nó thiếu cái nút cái này ha. Rồi cái này còn đủ đồ anh em. Còn hoạt động bình thường ha. Rồi, mã số 2 ha. Hiệu quân số 1 nè. Đó. Số 2 ha, nè số 2 nó hiệu Kinky nè ha. Đó, rồi số 2 bán giá 230.000 anh em. Tiếp theo số 3 ha. Bán 250 ha, như hình anh em. Vậy anh em mình dọn lại ha. Một cây kéo cá nè. Đầu tiên là một cây kéo cá ha. Cây kéo này hay gì, tỉa lá, cắt giấy gì nha anh em. Rồi cây kéo nè, kéo này đúc nguyên khối ha, mà thép trắng luôn. Lưỡi thì ok vậy không có mẻ ha, thép đúc nguyên khối luôn nha anh em. Chữ nè. Rồi cây này có chữ luôn nha anh em. Thiếu lò xo ha, chữ đây ha. Vậy nên mình chỉnh sửa lại. Rồi cây kéo dải nữa ha. Rồi 4, 2, 4, 5 món bán giá 250.000 anh em. Mã số 3 ha. Mã số 3 250.000. Rồi tiếp theo số 4 là một cây eto cặp tai ha. Ngàm xéo anh em. Đó. Đó 140.000 nha. Đủ đồ ha. Vậy anh em mình tự vệ sinh ra. Rồi mã số 4 140 ha. Tiếp theo mã số 5 nè, cây bún mực ha, cho anh em thợ mộc ha. Rồi, cây bún mực nha anh em. Mã số 500. Tiếp theo số 6. Đó, ba cái cục này ha. Cục này bằng đồng bằng thau vậy nha anh em. Đó, rồi anh cho mấy anh em hàng tiếp nước gì nè ha. Đó, ba cục nha anh em, ba cục bự nhỏ ha, nặng ha. Đó, anh em thợ thầy biết nhìn biết ha. Rồi, mã số 6 bán giá 110.000 ha. Số 610. Rồi số 7 ha, là một cây bơm mỡ bò mini anh em. Số 7 bán giá 130.000 ha. Đó, nó còn hoạt động bình thường anh em, nó còn mở trong đây nè. Đó. Đây. Rồi mã số 7 ha, bán giá 130.000 anh em, còn mở trong đây nè ha. Rồi số 8 nè, hai cây bấm ghim ha. Đó, bán giá 140.000 nha anh em. Mã số 8 140.000 ha. Đó. Cây này bấm ghim vậy ha. Rồi mã số 8 bán giá 140 ha. Tiếp theo số 9 là một cây lít dao, cây này bán giá 100, cây này của Đức anh em. Gặp mini ha nè. Đó. Của Đức ha. Rồi mã số 9 bán giá 100 ha. Đó, ngoại hình anh em. Dài 10 cỡ 15 17 gì ha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em.